Trong tuần thứ tư diễn ra phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm đại án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng Thương mại Cổ phần SCB. Có 200 luật sư cùng các bị cáo đã trình bày quan điểm đối đáp lại luận cứ buộc tội của cơ quan công tố. Trong đó thì một số luật sư tham gia phiên tòa vẫn còn băn khoăn về tội danh, mức án, hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Thưa quý vị, tại phiên bào chữa của các luật sư và cũng như là phần tự bào chữa của các bị cáo Trương Mỹ Lan cũng như là các đồng phạm có liên quan đều cho rằng mức án hiện tại là quá cao. Do đó thì mong hội đồng xét xử là xem xét một số tình tiết giảm nhẹ để có mức án giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Theo luật sư Trương Thanh Đức, bà Trương Mỹ Lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào, chỉ lo việc đưa toàn bộ tài sản, dự án có giá trị nhằm đảm bảo các khoản vay tái cơ cấu. Ngoài ra, để truy tố và xét xử bà Lan về tội tham ô tài sản thì phải chứng minh bà Lan là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt. Trong trường hợp này, đối với công ty cổ phần, hoàn toàn cổ đông dù có sở hữu ít hay nhiều, thậm chí đến 99% cổ phần thì cũng không bao giờ là người quản lý, là người có trách nhiệm, là người có chức vụ quyền hạn. Cho nên là nó không đảm bảo cái dấu hiệu cơ bản của cấu thành tội phạm tham ô. Luật sư cũng băn khoăn về việc xác định thiệt hại của vụ án Vạn Thịnh Phát vì sử dụng chứng thư thẩm định giá của công ty Hoàng Quân để thay thế kết luận giám định của cơ quan chuyên môn là không hợp lý. Với vụ án này là không có quyết định giám định trong tố tụng để xác định hậu quả mà sử dụng cái giá định của đơn vị thẩm định giá. Và đối với hình sự thì cái hậu quả của nó phải xác định cụ thể, từ đó để đánh giá cái tính chất mức độ sai phạm. Về tội đưa hối lộ, luật sư đánh giá lời khai của bà Trương Mỹ Lan, bà Đỗ Thị Nhàn, cựu trưởng đoàn thanh tra và ông Võ Tấn Hoàng Văn là không phù hợp với nhau. Luật sư không đồng tình khi viện kiểm sát đánh giá bị cáo Nhàn gặp gỡ thỏa thuận với bà Lan về việc chỉnh sửa kết quả thanh tra và nhận tiền, phạm tội với tính chất tinh vi xảo quyệt. Phải chỉ có một lời khai của một bị cáo nào đó mà có thể là buộc tội. Phải căn cứ các lời khai là nhiều lời khai kèm theo các chứng cứ thực tế. Họ tổng hợp hết tất cả các cái chứng cứ và họ xác định cái chứng cứ đó là không nhất thiết làm chối tội, là không được, không bị buộc. Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo nhờ nhiều người đứng tên mở các công ty ma, thuê các pháp nhân, công ty thẩm định giá, nâng khống tài sản đảm bảo để rút hồ sơ vay, rút tiền của SCB, sau đó đưa một phần tiền cho mình sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, hàng loạt chỉ số về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam 3 tháng đầu năm 2024 đã hiện lên trong báo cáo số liệu kinh tế xã hội vừa được công bố vào sáng nay của Tổng cục Thống kê. Và trong bối cảnh khó khăn chung của tình hình thế giới, nhưng với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thì nhiều con số đã đạt như kỳ vọng. Cụ thể thì GDP 3 tháng đầu năm tăng 5,66%, tăng cao nhất từ năm 2020 đến nay. Xuất nhập khẩu, động lực tăng trưởng của nền kinh tế cũng dần lấy lại được đà tăng trưởng khi mà 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 93,06 tỷ đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp và xây dựng cũng trên đà khởi sắc khi tăng 6,28%, đóng góp 41,68%. Bên cạnh những điểm sáng thì tình hình đăng ký doanh nghiệp lại không mấy khả quan khi có tới gần 74.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tuy nhiên thì kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Tổng cục Thống kê cho thấy tình hình sẽ dần tốt lên trong quý 2 khi mà có 45,4% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng quý 2 năm 2024 sẽ tốt lên so với quý 1 năm 2024. Về tất cả những chỉ số này, mục tiêu tăng trưởng cả nước năm nay 6,5% có khả năng đạt được. Đây là nhận định của Tổng cục Thống kê tại buổi công bố số liệu kinh tế xã hội quý 1 diễn ra vào sáng nay. Tổng sản phẩm trong nước quý 1 năm 2024 ước tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất các quý 1 trong vòng 4 năm trở lại đây. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thương mại giúp lĩnh vực dịch vụ tăng 6,12% trong quý đầu năm và góp hơn 52,2% vào GDP. Cùng với đó, công nghiệp cũng bật tăng trở lại, đóng góp tích cực cho tăng trưởng. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng tốt hơn so cùng kỳ năm trước, đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 3 khu vực là 6,28%. Quả này thì tuy chưa bằng thời điểm cùng kỳ năm 2018-2019, nhưng mức tăng trưởng này cũng đã là kết quả cho những nỗ lực sát sao, kịp thời trong điều hành chính sách của chính phủ.
Theo Tổng cục Thống kê, ngành công nghiệp chế biến chế tạo là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 6,98%. Trong đó, một số ngành xuất khẩu chủ lực của nước ta trong thời gian qua, quý một năm nay đã tăng trưởng trở lại như dệt may, da giày có những tín hiệu tích cực về đơn hàng. Có tới 26 ngành thì có cái mức tăng trưởng dương và trong đó thì có tới 12 ngành thì tăng trên cái tốc độ tăng là trên 10%, như là sản xuất kim loại, sản xuất thiết bị điện cũng như là sản xuất giường tủ bàn ghế. Như là nhóm ngành dệt may da giày hay là nhóm ngành điện tử thì đấy là cũng là những cái sự chuyển biến rất tích cực của công nghiệp trong quý 1. Bên cạnh đó thì một số địa phương mà là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước thì cũng có cái mức tăng trưởng cao. Cụ thể như là những cái địa phương mà tăng trên 20% như là Bắc Giang hay là Thanh Hóa, hoặc là những địa phương mà tăng trên 10% như là Hải Phòng, Quảng Ninh. Từ phía cầu đó là xuất khẩu. Xuất khẩu của quý 1 năm nay dự kiến là ước tính tăng là 15,5% với cái mức xuất siêu cũng rất ấn tượng là 8,08 tỷ đô, và đây là con số tích cực trong cái bối cảnh là khó khăn về thương mại toàn cầu đang suy giảm. Căn cứ kết quả hoạt động kinh tế trong nước và diễn biến kinh tế thế giới trong quý 1 năm nay, Tổng cục Thống kê cập nhật hai kịch bản tăng trưởng của năm 2024. Kịch bản 1, năm 2024 sẽ tăng 6%, quý 1 tăng 5,66%, 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,12%, trong đó quý 2 tăng khoảng 5,85%, quý 3 tăng khoảng 6,22%, quý 4 tăng khoảng 6,28%. Kịch bản 2, năm 2024 tăng 6,5%, quý 1 tăng 5,66%, 9 tháng cuối năm tăng khoảng 6,75%, trong đó quý 2 tăng khoảng 6,32%, quý 3 tăng khoảng 6,79%, quý 4 tăng khoảng 7,08%. Một chỉ tiêu quan trọng khác của nền kinh tế đó là chỉ số giá tiêu dùng CPI. 3 tháng đầu năm nay, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, mục tiêu kiểm soát lạm phát do Quốc hội đề ra từ đầu năm là 4,5%. Khả năng đạt được chỉ tiêu này hay không cũng đã được Tổng cục Thống kê phân tích kỹ vào sáng nay. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 3 giảm 0,23% so với tháng trước. Nguyên nhân do nhóm thực phẩm tháng 3 giảm mạnh nhất 1,19% do nhu cầu tiêu dùng sau Tết Nguyên đán giảm trong khi nguồn cung hàng hóa dồi dào. Tính chung quý 1 năm 2024, CPI tăng 3,77% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 2,81%. Cả các cái yếu tố mà nó tạo áp lực lên lạm phát ở trong nước phải kể đến trước hết thì đó là về cái giá lương thực, cụ thể ở đây là giá gạo. Cái thứ hai nữa đó là vấn đề về giá năng lượng như là giá điện, và một yếu tố nữa đó là cái việc mà tăng lương từ mùng 1 tháng 7. Thì khi mà tăng lương thì bao giờ cũng sẽ rất dễ gia tăng cái kỳ vọng lạm phát và tạo áp lực lên cái CPI, tăng cái giá CPI của năm nay với khi mà tăng giá các cái hàng hóa tiêu dùng. Tổng cục Thống kê cũng dự báo từ nay đến cuối năm, chỉ số lạm phát sẽ tiếp tục tăng và đưa ra 3 kịch bản cho lạm phát cả năm. Kịch bản 1, lạm phát 3,8%, kịch bản 2, lạm phát tăng 4,2%, kịch bản 3, lạm phát tăng 4,5%. Các kịch bản này được xây dựng để đạt được mục tiêu mà Quốc hội đề ra, đặc biệt kịch bản 2 và 3 với mức lạm phát từ 4,2 đến 4,5% sẽ xảy ra trong trường hợp hai quý đầu năm tăng cao, quý 3 giảm và quý 4 tăng cao. Theo các chuyên gia, bên cạnh áp lực tăng giá do sức ép từ thị trường tiền tệ, chiến tranh thế giới, thì trong nước cũng có các yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá trong những tháng còn lại của năm. Cái yếu tố lạm phát do tiền tệ cần rất là quan tâm trong năm 2024, khi mà có hai cái yếu tố có thể đẩy cái cung tiền trong năm 2024 tăng cao, đó là vấn đề về giải ngân đầu tư công, và vấn đề thứ hai đó là cái việc chúng ta tăng tín dụng với cái giao chỉ tiêu đầu năm lên tới 15% cho năm 2024. Một số nhân tố gây ra tăng áp lực lạm phát, điều chỉnh một số những cái chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, ví dụ như tiền lương tối thiểu, rồi một số những khoản thuế có thể là sẽ giảm bớt cái mức độ gọi là ưu đãi, rồi một số những nhân tố đầu vào, ví dụ như là giá xăng dầu thế giới có thể tăng, tất cả nó có thể tạo ra áp lực về cái lạm phát chi phí đẩy cho doanh nghiệp. Do vậy, chính phủ cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác để bảo đảm cung ứng đầy đủ vốn cho nền kinh tế, nhưng không chủ quan với rủi ro lạm phát.